Xin kính chào toàn thể quý vị, anh chị, các bạn. Rất cảm ơn quý vị, anh chị, các bạn đã luôn đồng hành với kênh của em trong suốt thời gian qua. Thì rất mong nhận được sự quan tâm ủng hộ quý khách hàng bằng cách ấn nút đăng ký kênh, bật nút chuông thông báo, like và chia sẻ kênh giúp em Loan để theo dõi những clip mới nhất em đăng lên nhé. Thì trong buổi chiều muộn ngày hôm nay, em Loan tiếp tục lên sóng giới thiệu cho quý anh chị các bạn xem một mẫu xe 5 chỗ rất đẹp luôn. Vâng, một mẫu xe Honda Civic sản xuất năm 2006 anh chị nhé. Và xe thì trang bị khối động cơ 2.0 bản đủ clock lẫy số vô lăng. Một mẫu xe phải nói là rất đẹp luôn đấy ạ. Cam kết đảm bảo cho anh chị các bạn một chiếc xe zin nguyên nhá anh chị nhá. Zin nguyên luôn. Anh chị các bạn đến xem xe chắc chắn 100% là anh chị chốt được mẫu xe này. Và em đang chào bán chiếc xe này với mức giá vô cùng hợp lý, anh chị các bạn có thể check test thoải mái. Chỉ có 265 triệu thôi ạ. Một chiếc xe Honda Civic sản xuất năm 2006 bản đủ 2.0. Xe lên full đồ anh chị nhá. Trang bị đầy đủ màn hình Android, cam lùi đầy đủ trên xe, tích hợp xi nhan báo rẽ, gương cụp xòe. Đặc biệt hơn là mẫu xe 2.0 là bản đủ thì nó trang bị cửa sổ trời. Đẹp xuất sắc luôn đấy ạ. Phanh ABS đầy đủ trên xe. Đó. Sản xuất từ năm 2006 nhưng với cái form dáng thiết kế của nó thì bây giờ được rất là nhiều người ưa chuộng hơn những cái dòng xe đời cao bây giờ. Form dáng rất đẹp luôn. Lốp nắp tương đối là dày, na răng anh chị ạ, cực thể thao. Sơn xi rất là bóng anh chị nhá. Và rất là nhiều chi tiết ốp lên chrome rồi, nhìn cực sáng xe luôn. Đó, hộp số tự động 2.0. Đẹp hay không thì quý anh chị các bạn nhìn vào cái phần vô lăng này, cũng như là họ nội thất này và tất cả các hệ thống nhựa của xe. Đó, nội thất da theo xe này, cửa sổ trời này. Trần cực sạch đẹp anh chị nhá. Chủ đi rất giữ gìn luôn. Đấy, độ màn hình Android. Phải nói mẫu xe đẹp xuất sắc anh chị nhá. Em sẽ cho anh chị các bạn so sánh chiếc xe này cùng với một chiếc xe khác của cửa hàng khác. Anh chị các bạn có thể đi xem vài lơi và quay lại với một chiếc xe của bên em để anh chị có cái đánh giá thực tế về cái mẫu xe Honda Civic này hơn, xem em tả có chính xác hay không anh chị nhá. Đó, nội thất da xịn theo xe. 206 giữ được cái form dáng như này, phải nói nó một chiếc xe cực đẹp luôn. Mà giá thì em đang chào bán chỉ có 265 triệu đồng thôi ạ. 265 triệu. Đó, anh chị nào mà nhanh tay chốt được mẫu xe này thực sự nó rất yên tâm luôn. Em đảm bảo cho anh chị các bạn luôn. Đó, lớp sơ cua kích nốp đầy đủ trên xe anh chị nhá. Tất cả các phần nhựa của xe cũng như sắt xi của xe, keo chỉ của xe hoàn toàn hệ thống keo chỉ zin. Không hề mất một phân keo chỉ nào. Đó. Nỉ quanh cốp còn nguyên zin. Đó, gầm bệ rất là sáng luôn. Không một chút gì gọi là han mọt, cực khô ráo và sạch sẽ. Nói không hề có hiện tượng là nổi gân nổi gì ở cái tất cả các phần cánh anh chị nhá. Sơn xi của nó rất đẹp luôn. Với cái mức giá chỉ có 265 triệu thì anh chị các bạn sở hữu một cái mẫu xe Honda Civic số tự động này đi nó vô cùng là thích luôn và đầm. Đấy, 2.0 chạy vô cùng là vút anh chị nhá. Đã trang bị cửa sổ trời, túi khí an toàn, độ màn hình Android. Keo chỉ zin, chất xe đẹp. Anh chị em đi qua nhớ đăng ký kênh giúp em, like và share cả kênh để nhận được những cái mẫu xe mới nhất em đăng tải lên thường xuyên trong ngày cho anh chị các bạn cùng tham khảo nhé. Đấy, vô lăng anh chị nhỉ. Màn hình Android. Đó, cam lùi, cam hành trình đầy đủ trên xe. Em Loan chuyên thu mua những dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 7 chỗ. Quý anh chị bạn quan tâm mua bán xe thì có thể alo hoặc kết nối Zalo số điện thoại trực tiếp của em Loan 0976081699. Em sẽ gửi ảnh chi tiết hoặc mua cho anh chị các bạn với mức giá cao nhất anh chị nhá. Đói về cái hệ thống quang máy của xe này anh chị nhìn này. Hoàn toàn là một chất xe zin, hệ thống quang máy zin nhá. Chân máy chưa hề có hiện tượng hạ máy luôn. Đó, ốc bảy màu mặt máy vẫn còn này.
Một chiếc xe phải nói nó khẳng định như một chiếc xe cọp luôn. Đó, lỉ lắp cabo hoàn toàn là không rách dưới gì luôn. Đó, máy nổ thì êm ru. Ốc 7 màu rất là sáng luôn. Honda Civic 206 bản 2.0. Cửa sổ trời toàn cảnh, cực đẹp luôn. Giá chỉ có 265 triệu đồng. Nhanh tay gọi điện cho em Loan qua số điện thoại 0976 08169 anh chị nhé. Hẹn gặp lại quý vị, anh chị, các bạn qua những video clip tiếp theo ạ.